đầy đủ với cái này ạ. Tôi tức tôi chia ra những loại cho bạn thấy nhớ. Một cái nhóm tràn dịch của phổi, hai tràn khí màng phổi, ba nhóm viêm màng phổi. Thì viêm thực ra nó có thể tràn dịch kèm thành tràn dịch, nhưng màng phổi nó có thể tràn dịch từ cũng tách thành viêm kèm lẫn nhau một chút. Nó có một số tổn thương khác như đầy dính màng phổi, cắt màng phổi, vôi hóa màng phổi. Dễ nhớ rồi, tràn khí màng phổi dễ quá rồi đúng không? Các cái quan thì là hay sót khi làm chụp CT mà bỏ sót khi tràn khí màng phổi chết rồi, và giám đốc kỷ luật cho những nhà. Thế nhưng cái tràn khí màng phổi này bỏ sót đó, rất là bác sĩ lâm sàng nhé, vì nó chung đi kiểm tra, thế là vào chụp lên tràn khí một tí màng phổi, anh em đọc rất nhanh bỏ qua. Thì bác sĩ thì sao khám người ta biết rồi, nhân sáng là ho đau ngực hoặc là bị chấn thương đau ngực đấy, mà có cái thành ngực về nó vang hơn bình thường là đã nghi ngờ tràn khí rồi. Thế là cái quan bình thường tắm gì mà cái tràn khí từ qua được xuân năm nóng, tôi bị mắng lần vì đọc nhanh quá. Thế nhưng mà trên CT này thì không có cái nhanh nào cả, không khái niệm nhanh. Chủ CT tiếp nhìn thấy một tí cũng thấy nha, tràn khí rất rẽ nhìn rõ luôn. Đây chụp về đây cả cái nhu mô phổi nó to lại, tràn khí rất dễ nhìn. Và trường hợp này thì có tràn khí mô phổi đây, và tràn khí thì đây tràn khí trung tốc tất bóc tách nó một mạch ra, và tràn khí này thì bên dưới tràn khí phần mềm thì một cái chung ra. Cái này thì các bạn cái này khám lâm sàng người ta đã thấy rồi, chủ thì đánh giá nó còn nặng luôn. Và tôi một chút bị đứt gặp nhiều lắm, bệnh nhân vào sò nó nét nét đổ sổ sổ chất kinh này cho nó rất dễ. Nguyên nhân thì cái gì các bạn biết rồi, tôi chỉ chắc thêm cái này thôi. Những cái nguyên nhân và chấn thương là rất dễ nhận biết nhất, là vừa mới chấn thương tai nạn đau ngực và viêm rất dễ. Nhưng có một số nguyên nhân là không thuộc về chấn thương có nhận biết hơn. Nói ví dụ vỡ kén khí màng phổi, các bạn tôi cả như chúng ta học khá cơ bản đầy đủ hết ngành rồi. Tôi đang định soạn lại những khung chương trình này, tôi xin thầy Linh dài hơn để giá, một thực ra tôi chỉ thích giá thôi, chốt xương thầy Linh không đồng ý. Tôi định soạn hết dài, tôi sẽ cho tôi biết tràn khí của phổi chẩn đoán vỡ kén khí như thế nào này, vỡ thực quản như nào, chẩn đoán như nào, có hết bài thì tốt. Thế nhưng mà thầy Linh của tôi anh bao của anh nhiều rồi. Tôi đúng thật với các bạn có 3 tháng rồi mà trình bày cho anh chị, bạn anh chị nghe một phần, anh chị em khác nghe. Thì một cái nguyên nhân rất hay nhắc tới đó là cái kén khí dưới màng phổi, anh chị em học sinh biết rồi. Những kén khí dưới màng phổi nó thể vỡ, và cái những cái kén khí vỡ rất hay gặp ở vị trí nào? Bên phổi. Ngay cả bác sĩ qua tôi tràn khí màng phổi nguyên phát không chịu tìm được kén khí đấy. Thì bây giờ với cái chụp cắt lớp kính 1mm và dự corona này, người ta sẽ tìm được những kén khí màng phổi. Vì sao? Khi mà tràn khí người ta hút khí mà cái áp lực khí nó cứ nhẹ suốt, tức là nó cứ tràn ra mãi không thành công thì nó sẽ phải mổ gì để khâu chỗ tràn khí bị trúng lại. Nhưng mà trước khi khâu ra làm gì, nó sẽ cắt cái kén khí đấy. Thế thì cái kén khí nằm ở đâu mà cái chỉ điểm rất quan trọng là người ta phẫu thuật là xoay đấy. Thì các bạn đọc các bạn phải chỉ điểm cái kén khí nào nghi ngờ. Thường cái chỗ vỡ là gì, nó có kén khí và cái tổ chức nhu mô phổi xung quanh sẽ mờ hơn bình thường, nó rách thì cái nước nhiều, nó tràn dịch thì chảy máu gì đó. Ngoài ra rất nhiều trường hợp khác, ví dụ như do bác sĩ đặt cái mạch trung tâm nó chọc vào phổi cái tràn khí chẳng hạn, hoặc là gì, hoặc là do chúng ta chọc hút dịch bằng phổi gây tràn khí. Rồi một số trường hợp đặc biệt khác, bệnh nhân vỡ thực quản nguyên phát, nhân nôn nhiều và vỡ thực quản gây tràn khí trục xuất thành nhu mô phổi, rất nhiều nguyên nhân. Ở đây hình ảnh tràn khí của phổi rất đơn giản, cái CT nhìn thế này. Hai là tràn dịch, tràn dịch màng phổi cũng vậy, nói chung là rất dễ, nó không giống như siêu âm hay là chụp quang ít thì chúng ta khó chẩn đoán, còn chụp cắt lớp vi tính luôn nhìn thấy. Tuy nhiên nếu các bạn không tiêm thuốc cản quang đôi khi không phân biệt được là tràn dịch cũng rất ít hay nó dày màng phổi, vì cái tỷ trọng của tổ chức xơ màng phổi đôi khi nó thấp và đôi khi cái dịch màng phổi cũng hơi tăng tỷ trọng này thì nó sẽ bằng nhau. Và nếu ta tiêm thuốc vào, nếu màng phổi bắt thuốc và dịch nó sẽ không bắt thuốc. Còn nhiều tràn dịch nhiều này thì không cần tiêm thuốc biết đúng không? Cái tràn dịch thì
nó cũng có hai cái loại tràn dịch khác nhau, là tràn dịch thấm là dịch tiết, và những người thấm thì nhân viên suy tim là hội chứng thận hư sơ gan, hoặc là nhân viên sốt virus, hoặc những nguyên nhân mà gây giảm áp lực tổng số của mạch sẽ này cái dịch ra cái tích nó thấm dịch ra. Cái đo thì chậm những dịch kèm hầu hết nó dưới 10 Hg từ ra xuyên xuống. Còn những cái dịch mà dịch tiết, ví dụ như viêm màng phổi, di căn màng phổi, u màng phổi, đấy, lao màng phổi, những cái đấy là dịch tiết thực sự, trong rất nhiều protein, thậm chí có cả máu, thì cái tỷ trọng dịch phần lớn là trên 10 Hg. Tuy nhiên các bác sĩ rất lười khi đặt những cái này, những thông tin tôi biết rất quan trọng để đặt, thì thấy bác sĩ khi chúng tôi gặp tất cả những rất nhiều trong thời gian đọc không quan tâm. Cụ thể trường hợp này thì có cái gì đây, là bạn Thảo, các bạn một chú đừng nói, bạn chuyên một nói, bác sĩ Hà nói thì chẳng còn gì để nói. Bác sĩ Hà đi rồi. Cái khối tỷ trọng khối trước đây là tổn thương dịch, người ta không mô tả được khối mà tổn thương tiêu xương. Tiêu xương này ranh giới rõ không? Rõ ranh giới rõ. Không rõ, chỗ này rõ này, chỗ này không rõ, thấy không? Chỗ này không rõ đấy. Không sao, tôi hỏi một chút thì chú mới phải hỏi những anh chị chuyên môn như thế, chị Hà rồi đấy, chị làm việc tiệp thì thuộc thân tôi để xương sườn không bị tiêu rồi, có tiêu xương bò không đẹp đây, chắc là cái di căn để xương chắc là mặt có cái mặt mũi dày đi. Những trường hợp này đo thì chặt thầm trên 10 ao xin. Đây là dịch gì? Tiết máu. Và nhìn đây là dịch, còn đây là những khối máu tụ. Đây là tràn máu hoặc phổi. Chúng ta vẫn đọc là tràn dịch. Tuy nhiên, chúng ta nhìn những khối thì chúng ta thấy là tràn máu. Và trên bệnh nhân này có một cái dấu hiệu rất đặc biệt. Nhìn cái động mạch chủ thấy không? Cái thành động mạch chủ là sao? Đúng rồi, bạn thấy rõ hơn được. Là hiện tượng tăng tỷ trọng của các thành động mạch chủ. Đây là xuất hiện trên những bệnh nhân sốc tắc máu thì nó sẽ có hiện tượng thành động mạch chủ tăng tỷ trọng như thế này. Bình thường không tiêm thuốc không nhìn thấy thành như này đâu nhé. Đây là hiện tượng sốc tắc máu của bệnh nhân này, tràn máu bằng phổi nó sốc tắc máu mà. Tràn máu. Thế còn đây là cái gì? Hôm nay đi làm hết rồi bận đúng không? Sao vui rồi, ẩn sau ẩn minh ra nào? Không minh đâu. Thế cái này trong nhu mô phổi hay là trong màng phổi? Đây là hình ảnh điển hình của một cái dây dính màng phổi tạo và có tràn dịch khu trú màng phổi và thành phố dịch khu trú màng phổi. Cái này rất hay gặp trong viêm mủ màng phổi, nó có thể đi kèm với viêm phổi, có thể áp xe phổi đi kèm. Và riêng cái hình này, cái màng phổi nó dày lên hết để phát thuốc như này, rất đều đặn. Chúng ta tên kia cũng là phổ dày không? Cái này là nhân tùy. Một cái nguyên tên chỉ trong phổ dày cũng là phổ dày. À, nó chỉ hai mũi kiểu dịch. Khu trú màng phổi. Đây là mũi dày. Cái chỗ này nhu mô phổi. Đây là cái tràn dịch khu trú màng phổi, có dày dính màng phổi. Để hai cái này gặp viêm của màng phổi nhá. Đây tràn dịch màng phổi như do cái gì? Đơn giản thôi mà. Thứ nhất là màng phổi dày có nhiều khối, nhiều nốt,
bắt thuốc đúng không? Chặt dịch màng phổi thì chẩn đoán là gì? Chặt dịch màng phổi số u màng phổi, số u này di căn hay nguyên phát thì ta bảo đằng sau. U di căn u nguyên phát màng phổi thế nào hay gặp hơn? U di căn này gặp hơn. U nguyên phát u trung mô màng phổi. Ta tính rất ít gặp. Di căn đến màng phổi hay gặp nhất là u gì? Thông minh lắm. Mãi tôi mới biết. U phổi, u phổi rất ai tính cái màng phổi. Nó tế bào biểu mô của ung thư biểu mô phổi nó rất ai tính màng phổi. Khi tiếp xúc màng phổi nó sẽ di căn vào màng phổi rất nhanh. Anh chị bị cái mắt bấm cái mổ máy xét nghiệm mấy tháng mà là chẳng gì mà phổi lại di căn màng phổi. Thế sinh thiết u phổi là một trong cái mà vấn đề những cái u mà nó gần bằng cổ sinh thiết là nó tiết dịch chảy máu nó gây căng bằng cổ không phải gọi là chỉ người xưa đã u khác cơ sắt bằng cổ sinh thiết sinh thiết sau chụp sinh sau sinh thiết lại có chỉ một chiếc bóng bằng cổ u bằng cổ thì có hai loại nhắc đến là u thứ phát và u nguyên phát. U di căn bằng cổ này hay gặp hơn rất nhiều. Cái vừa mới chúng ta tìm nói đây chính là di căn bằng cổ. Tuy nhiên u nguyên phát cũng có thể như này phân biệt được. Mà một cái nhắc lại như này, u bằng phổi thì cái tỷ lệ có nhiều cố như này có hay gặp không chị? Phần lớn đã không thấy được như thế này. Di căn bằng phổi nhưng mà phần lớn chúng ta chỉ thấy bằng phổi dày lên một chút và nó chạm dịch bằng cổ và dịch là dịch tiết và thôi. Chúng ta chẩn đoán phần lớn là sinh thiết bằng cổ, nội soi sinh thiết bằng cổ, chúng ta tìm được tế bào ung thư. Cái số mà có những cái này chiếm tỷ lệ ít hơn là bên này điển hình thôi. Và đây chị nhìn đây, cái phổi đặc điểm gì? Giảm thể tích so với cái phổi đối diện. Cái u trung mô ác tính bằng phổi có đặc điểm gì? U hầu như diễn biến toàn bộ màng phổi một bên và sau đấy có thể di căn sang bên màng phổi đối diện nhưng mà phần lớn là một bên và toàn bộ cái màng phổi này nó dày tổ chức quá hết đặc hết thì nó sẽ co kéo là cho phổi không giãn nở phổi không mé được như này và màng phổi thì dày đầy những đốt tổ chức dày khu trú như này. Tuy nhiên ngay cả khu trung mô màng phổi nguyên phát này, khu trung mô màng phổi ác tính này nó cũng có thể chỉ hơi dày màng phổi và có dịch màng phổi. Nhiều trường hợp phải sinh thiết chứ không phải trường hợp nào nhìn như này. Và cụ thể trên bệnh nhân này các chị nhìn thấy có mấy cái mảng vôi hóa như thế, đây là vôi hóa của màng phổi và bên đối diện cũng có mảng vôi hóa trượt bên bên này thế này, cũng có mảng vôi hóa về u màng phổi này. Đấy, thậm chí có những ổ tổ chức trong vùng vai này. Các bạn nghe cái tầm gì chưa? Lao nó có tạo ra những cái mảng tổ chức có vùng vai mặt của không? Lao nó có thể dày sơ co kéo vùng vai thật nhưng nó không tạo ra mảng tổ chức. Bắt đầu nhớ rồi đấy, tôi nghĩ xem bệnh gì nữa nào. Bạn nào chuyên ngành gì? Không biết rồi nhưng mà bạn có thể tìm được. Trên 1 à? Ồ, thôi, tưởng bản đức hơi tính, tôi hỏi thế. Ôi, chúng ta nhảy được nghe nhiều đấy. Thì bản đức cảm đức tờ rép vào bị phổi chưa? Có môn cứ đợt là đi học học sinh nghe thì... Chưa. Nói đúng là bệnh này mình xếp một bệnh liên quan đến bị phổi. Đó. Đó là bệnh Avestovic. Cái này thì bạn đi các nước ở đấy phát ra rất nhiều, đây là cái bệnh của cái nền của đất nước công nghiệp phát triển, có cái bụi amian, cái bụi amian nó chính là một loại silica. Bụi amian các bạn biết xem cái sợi amian kia nó giống như là những cái tinh thể đá nó tạo ra thành những sợi dài này, cái làm trong rất nhiều ngành xây dựng, công nghiệp ô tô, máy fibro đúng rồi. Đấy. Và những người làm nghề xây dựng, làm nghề khai thác cái này, làm nghề công nghiệp ô tô, một số công nghiệp thì hít phải cái bụi đấy, cái amian thôi.
khi nó bung ra nó sợ rất nhỏ, nít vào phổi và nó gây tổn thương ở nhu mô phổi. Và dần dần một số cái bụi nó đi theo cái mạch mạch nó ra màng phổi và gây cái vùi hoát màng phổi như này. Cái vùi hoát màng phổi như này nhìn thấy bao giờ nó sẽ khai thác tiền sử xem người bệnh ấy, trước đó vài năm đã làm cái nghề nghiệp gì liên quan đến amian không, hoặc là sống ở cái vùng khai thác cái mỏ được không. Cái này bây giờ nó sẽ dần dần ít đi đấy. Một số nước như ở châu Âu là cấm khai thác, Nhật cấm amian rồi, thì Việt Nam thì chưa cấm đâu. Việt Nam thì thế nào thì những người tiếp xúc cái này thì thấy rằng trung bình sau 10 năm thì có cái tỷ lệ như ung thư màng phổi rất là cao. Cái này mình cũng có thỉnh thoảng gặp cái này. Tuy nhiên chúng ta phải cân kiểm tới vùi hoát màng phổi do đau màng phổi như này, do tiếp xúc với amian này. Cái này nó khác là vì cái đau màng phổi phần lớn thì xuất hiện một bên phổi rồi và kèm theo xương co kéo, còn người phổi thì sốt. Còn cái bệnh abetosis thì hầu hết nó xuất hiện là hai bên phổi và nó có thể có tổn thương sơ nhưng nó không phân bố chủ yếu ở đỉnh phổi giống như nào. Và khi chụp lên ngoài cái nốt vùi hoát chúng ta thấy có những mảng tổ chức ở màng phổi. Và khi có cái này đôi khi nó cũng tràn dịch màng phổi giống như u, người ta chỉ có sinh thiết mới biết là u như không thôi, biết biết thành u chi trung mô màng phổi hay chưa. Thế các chị nhìn thấy những trường hợp này ta nhìn thấy tràn dịch màng phổi thôi, cái màng phổi dày nhẹ một chút, được chẩn đoán như này là chúng ta không chẩn đoán dễ dàng như trường hợp đấy được. Trường này là khi chọc dịch tiến nhất là trực tiếp, người ta phải chẩn đoán xét nghiệm tìm những lao không nhỉ, tìm xem có bệnh lý nhiễm trùng viêm mủ gì không. Và sau đấy khi không khẳng định được rồi người ta làm gì, người ta phải sinh thiết màng phổi tìm. Và cụ thể trường hợp này nó sinh thiết là dương tính là cái ung thư trung mô màng phổi, chỉ hơi dày nhẹ màng phổi. Trường này vai trò các lớp vi tính là chúng ta không nóng không nhiều giá trị, chúng ta chỉ lúc tìm xem chỗ nào dày nhất là ta sinh thiết. Và thứ hai là không có tổn thương thứ phát, nếu tổn thương thứ phát thì chẩn đoán dễ hơn, mà không tổn thương thứ phát chúng ta cũng không chẩn đoán được. Và khi tràn dịch màng phổi mà phổi dày nhẹ như này không tìm nguyên nhân thì chúng ta phải chụp cắt lớp gần như là toàn thân để xem có u đâu không, u dạ dày, u để tràn những cái u gì đó, xem có đi căng lên không, là u buồng trứng. Trường hợp này nó cũng dày nhưng mà dày cũng khá đều, trong này nó giống như cái viêm màng phổi, giống như viêm mủ màng phổi. Tuy nhiên cái trường này chọc nó rất ra dịch mủ đâu, nó chỉ tiết thôi. Là sinh thiết thì thật ra là ung thư trung mô màng phổi. Thế này là người ta thường nhắc đến là phổi tắc màng phổi, thường từ phổi tắc. Cái này hay gặp nhất trong chấn thương gây tràn máu màng phổi. Và sau đấy rồi thì ban đầu nó chỉ ít rồi, người ta thấy ít máu xong rồi về nó đỡ đau và người ta cũng không quay lại mình khám nữa. Chứ vậy mà khi mình chấn thương tràn máu không chảy máu không nhúc nhích thì bao giờ người ta hẹn khám lại sau một tuần. Vì sao? Nó có cái hiệu ứng gì xương tôi nhớ mãi, vì rất là nhiều máu và máu ban đầu nó sẽ ít, xong về nhà 3-4 hôm sau lập tức máu và quẩn thẳng. Thế thì khi mà không chẩn đoán tiếp đích thì cái máu này nó sẽ gây vùi hóa màng phổi, gây vùi hóa màng phổi mà nó dày dính lại u trú lại thành phổi vùi hóa này. Bệnh nhân bị phổi thì nó giảm chức năng rất nặng và việc điều trị này khó khăn, mổ bóc nó dính cũng khó khăn. Từ khi cái máu tụ ra đầu ấy giảm sạch rất dễ. Ngoài ra những viêm mủ màng phổi cũng có thể gây ra cái này khi chúng ta điều trị và không dứt lưu ra sạch. Trong đây chúng ta thấy một cái khối mà nó bò nó vôi hóa theo cái màng phổi và trong thường chữ dịch thì trọng cao đôi khi nó một phần tổ chức mà chúng ta dễ nhầm của những u khác, nhưng thực ra nó chỉ là ung thư tổ chức hóa một phần thôi. Abetosis thường được nhắc đến, abetosis thường xuất hiện những mảng của cái màng phổi và cơ quan màng phổi thường là hai bên và thỉnh thoảng có đợt cũng nhân tràn dịch, thỉnh thoảng có đợt cái bên viêm tràn lên xong rồi tự ổn định lại, xong rồi lâu lâu một lần biến viêm. Và một cái biến chứng nó đáng tiếc của bệnh này chính là nó biến thành cái ung thư trung mô màng phổi như chúng ta vừa nói, và thường cả trung bình khoảng 10 năm sau khi tiếp xúc có nguy cơ ung thư màng phổi.
trình bày ngắn gọn.